hôm qua vừa mới bấm tem anh xem đi, bây giờ thì đây này, mới vết rồi đây này. Qua vừa cắt tem vào anh ạ? Ừ. Tới qua mới đốt tem xong ấy. Nằm xem xét thế nào chứ. Mới đốt tem. Rồi đi. Thương hiệu. Điện nó khỏe rồi ấy. Mai gửi. Nếu hôm mai lắp nhà ấy thì chiếu rồi sao? Nhà ai? Sân bên đây. Không thiếu đâu, cầu bình thêm thôi. Trong em có đấu dây hàn rồi mà. Hôm nay có đúng không?